và cả quan điểm sáng tác hết sức riêng tư đó. Giữa cái hiện thực và một cái sáng tác nó có một cái khoảng cách. Khoảng cách của cái rung động của mỗi họa sĩ. Cái khoảng cách đó rất là khó lý giải. Mà cái khoảng cách này đó, nó rất quan trọng cho cái nghệ sĩ trong cái quá trình sáng tác. Thì tôi thấy cái giữa cái hiện thực và cái khoảng cách đó đó, nó phải lột tả được cái bản chất của cái thật, cái sống bên ngoài, mà mình phải khai thác được cái bản chất của nó. Nó nói lên được cái gì, nó đáp ứng gì cho cuộc sống mà mình phải nói bằng cái ngôn ngữ hội họa. Ở trong mê công ạc á, nó có nhiều người, có nghĩa là nó có nhiều trường phái và rất là phong phú về đường nét. Ở đó anh em có thể trao đổi, học tập vui vẻ với nhau trong nghề nghiệp. Là một họa sĩ á, thì cái điều hạnh phúc nhất á, là anh em được ghi lại những cái cảm xúc thật của chính mình. Và hạnh phúc hơn nữa là tác phẩm của anh em được giới thiệu với công chúng, tức là được đi triển lãm đây đó và được công chúng đón nhận. Sau đó là triển lãm rất là nhiều nơi, nó bung ra khỏi thành phố luôn. Về tới Vĩnh Long, rồi về tới 30 Thuộc, rồi thậm chí về tới cả Vũng Tàu, Mỹ Tho. Rồi sau đó bây giờ gần đây là những cuộc triển lãm mình cũng tưởng là cái Mekong mình nó bắt đầu nó chừng lại, nhưng không ngờ gần đây cái cuộc triển lãm gần đây cũng thành công. Có lẽ thời gian gắn bó trải qua bao thành công cũng như thất bại, cùng tinh thần tương thân tương ái, quan tâm chia sẻ cùng nhau với ý nghĩa tốt đẹp của tình nghệ sĩ đã tạo nên sợi dây vô hình để có thể kết nối hàng chục cái thế giới rất đầy cái tôi của những thành viên Mekong Art. Cánh cửa của câu lạc bộ luôn mở rộng với các thành viên mới từ mọi vùng miền, không phân biệt lứa tuổi và bề dày nghề nghiệp. Phải chăng tính cách Nam Bộ hào hiệp ấy đã gọi mời được những tài năng như chính bản thân lịch sử hình thành và khai quang của vùng đất này? Và nó có những cái tình cảm liên đới rất là, phải nói rất là tuyệt vời, động viên anh em sáng tác, khích lệ anh em có những cái mới. Thí dụ anh em nào yếu về mặt nào thì cũng có cái nhóm hỗ trợ nhau để mà giúp đỡ những người mà yếu. Thì cái tôi cảm được một cái sự đoàn kết của cái nhóm Mekong Art đó, thì tôi mới cộng tác, nhóm Mỹ Thuật Thánh cộng tác. Là một cái cò trẻ thì em cũng rất là ái ngại khi được gia nhập với cả một lớp đàn anh đàn chị đi trước như thế này. Nhưng mà hôm nay em được vào đây và được gia nhập như vậy thì là em cảm thấy là rất là vinh dự và rất là vui. Khi mà giữa một cái thành phố mà náo nhiệt yên lặng như vậy, náo quá náo nhiệt, ồn ào náo nhiệt, mà mình có được một cái góc lặng